nhằm biểu dương những gương phụ nữ thành công trong phát triển kinh tế dựa trên nguồn tài nguyên bản địa của huyện nhà. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp năm 2023. Đến dự phía tỉnh có bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Phía huyện có ông Dương Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm ngày hội với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa, bà Thái Thị Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhấn mạnh, thông qua hội nghị giao lưu tọa đàm hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các cấp hội cơ sở sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, những yêu cầu của nền kinh tế xanh trong xu thế hội nhập nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ đối với vấn đề khởi nghiệp và trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, đoàn thể trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tiếp cận các dịch vụ, nguồn vốn vay ưu đãi, phát huy vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp nữ với chính quyền các cấp trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm huy động nội lực của phụ nữ huyện nhà giúp nhau khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, định hướng cho chị em phụ nữ lĩnh vực khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phù hợp với nhu cầu thị trường, kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách thức sản xuất kinh doanh có hiệu quả để tôn vinh khuyến khích hội viên mạnh dạn sáng tạo khởi nghiệp, hỗ trợ và giới thiệu quảng bá cho các địa phương cá nhân khác học tập, v.v. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa biểu dương các ý tưởng khởi nghiệp thành công của các hội viên phụ nữ bằng các nghề như sản xuất nấm mối đen, trồng rau thủy canh, trồng dưa lưới, trồng ổi sạch, tổ hợp tác trồng táo, nuôi lươn không bùn, thu mua hải sản và làm chả cá tươi, may gia công và làm muối ớt xanh. Qua theo dõi các phóng sự chia sẻ về quá trình khởi nghiệp của chính gương hội viên phụ nữ điển hình năm nay và cùng tọa đàm giao lưu trực tiếp với các chị về những thuận lợi khó khăn trong quá trình các chị thực hiện ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh, thoát lên tính cần cù, chịu khó, sự thấu hiểu và sự hy sinh cùng khả năng quan sát nhạy bén, trực giác của phụ nữ là những điều vô cùng hữu ích khi triển khai các mô hình khởi sự kinh doanh và hơn hết ở đó cần có sự bản lĩnh và những hậu phương gia đình vững chắc. Bên lề buổi giao lưu là hoạt động giới thiệu, trưng bày các sản phẩm lợi thế đặc trưng của các địa phương và sản phẩm khởi nghiệp của hội viên. Đây là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện được kết nối giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, mở ra cơ hội tiếp cận vốn, kiến thức, kinh nghiệm để phụ nữ phát triển khả năng của mình, phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Này bạn thân nơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vàng. Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều. Tàu vào Nam rộn vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau cho tương lai. Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình, từ bàn tay cùng nhau đắp xây để giờ đây chúng tôi gọi mời. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30 với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau vẫn danh non sông trái tim Việt Nam. Một ngày cha ông vang danh núi sông, một ngày đất nước đứng lên thanh bình, ngày dựng xây cùng bao cánh tay, ngày hôm nay bước lên cùng anh em.
xưa gieo trên đất nâu, giờ đây đã hóa những thân lúa vàng, gửi vào trong từng trang sách thơ. Nhìn tương lai trái tim mỉm cười, hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau vẫn danh non sông trái tim Việt Nam. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau vẫn danh non sông trái tim Việt Nam, vẫn danh non sông trái tim Việt Nam.